mến chào tất cả quý khách hàng và nhà đầu tư nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại phòng công chứng huyện Trân Thành. Và như cả nhà đã thấy, mật độ giao dịch tại phòng công chứng rất là đông đúc nha. Và video của Trọng Thơ đang được quay tại tháng 2 năm 2021 nha. Thời điểm này mới ra Tết, rất là nhộn nhịp tại biên mới Trân Thành. Và hiện tại, hôm nay Trọng Thơ làm video này để gửi tới toàn thể quý vị là 5 quy luật tăng giá của bất động sản cuối năm 2021 và nhất là bất động sản công nghiệp. Thì đầu tiên là nhu cầu ngày càng nhiều và nguồn cung ngày càng ít. Thì như quý vị đã biết thì nhu cầu chúng ta đầu tư vào bất động sản mà không phải là những kênh chứng khoán khác thì bất động sản là kênh giữ tiền an toàn và hiệu quả nhất cho thể quý hàng. Và nhu cầu xoay vốn kinh doanh thì hiện tại trong thời điểm Covid-19, tất cả các quán ăn và những dịch vụ thời trang vân vân thì đã hiện tại đã đứng giá hoặc là không bán được trong 3 tháng này. Thì hiện tại cái dòng vốn mà các chủ cửa hàng cũng như là chủ tiệm, người ta dùng cái dòng vốn để kinh doanh mua hàng mà người ta không thể nhập hàng được, thì dòng vốn này nó đầu tư vào bất động sản là an toàn nhất và sinh lợi nhuận nhanh nhất cho toàn thể quý khách hàng. Và nhất là một cái nữa, khi dòng tiền chúng ta gửi vào ngân hàng thì lãi suất rất là thấp trong thời điểm Covid-19. Khi chúng ta gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, chỉ từ 0.45, 0.50 cho tới 0.60%. Nếu mà với cái mức tiền này chúng ta đầu tư vào bất động sản thì chắc chắn lợi nhuận chúng ta thu về cao hơn so với gửi ngân hàng và chúng ta sẽ an toàn hơn. Một yếu tố nữa đó là yếu tố về nguồn cung. Thì hiện tại đất nền trong toàn cả nước, nhà nước đã siết chặt chính sách phân lô tách thửa và hạn chế các quỹ đất lớn. Cho nên phân lô tách thửa, nhất là xin thổ cư rất là khó khăn trong thời điểm từ năm 2020 đến 2025. Và hiện tại Trọng Thơ đang phân phối đất nền BKMX Trần Thành, Bình Phước thì thổ cư 100%. Khi chúng ta theo những con cá lớn như tập đoàn BKMX đang đứng đầu những tập đoàn đầu tư lớn và thành công số 1 tại đất nền công nghiệp và đô thị, thì BKMX là nhà đầu tư uy tín nhất Việt Nam để chúng ta xem xét và đầu tư vào đất nền BKMX nha quý vị. Và một yếu tố nữa là yếu tố lò xo nén. Thì nhu cầu có nhưng không đầu tư được do tình hình chung của thị trường sẽ đổ xô đi mua sau dịch này. Sau cơn dịch Covid-19 này, giống như 3 lần dịch khác, thì khách hàng đầu tư vào đất nền rất là nhiều như vậy. Và một yếu tố nữa là lạm phát về đồng tiền. Thì trong khi dịch Covid-19 bùng nổ tại toàn thế giới thì Việt Nam chắc chắn là phải in thêm dòng tiền mới. Vì tất cả các dòng tiền đầu tư từ nước ngoài về cũng đã hạn chế, và tiền đâu ra để hỗ trợ cho vùng dịch thì chắc chắn nhà nước phải in tiền ra. Thì ngày trước với 5.000 chúng ta có thể mua được một bánh mì, nhưng mà sau cơn dịch này chúng ta 7-8.000 chúng ta mới mua được một bánh mì này thành ra. Đó là đồng tiền sẽ mất giá sau mùa dịch này, nhưng mà giá của bất động sản vẫn đứng im hoặc là bất động sản sẽ tăng giá. Trước đây thì 1 đồng chúng ta có thể mua được một ổ bánh mì, nhưng mà sau cơn dịch chúng ta phải bỏ ra 2 đồng chúng ta mới mua được một ổ bánh mì. Giống như là trước đây 1 tỷ chúng ta có thể mua được một nền bất động sản BKMX Trân Thành, nhưng mà sau dịch này chúng ta phải bỏ ra 1.3-1.4 tỷ chúng ta mới sở hữu được một nền BKMX Trân Thành nha cả nhà. Và một yếu tố nữa là nước tràn về vùng trũng. Thì trong 8 tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam thì Bình Phước là một trong 8 tỉnh thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, và Bình Phước thuộc vùng đất bằng phẳng và tiện giao thông quốc lộ 14, quốc lộ 13, đường mòn Hồ Chí Minh và nhất là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Bạc đã về tới Trân Thành, Bình Phước. Và đây là một vùng đầu tư rất hiệu quả, và bán kính của thành phố Hồ Chí Minh rộng ra 80 km, chúng ta khó có thể tìm thấy một vị trí nằm ngay lõi trung tâm mà giá chỉ có 8 triệu trên mét vuông. Chỉ có Trân Thành, Bình Phước mới có giá này thôi nha cả nhà ơi. Và hiện tại xu thế đầu tư bất động sản công nghiệp và nhà nước tập trung vào bất động sản công nghiệp năm 2020 đến 2025, vì khu công nghiệp là nguồn thu nhập chính cho nước nhà.
an sinh xã hội, giải quyết vấn đề về việc làm cho toàn thể công nhân cũng như là nguồn lao động dư thừa tại trong nước, và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng là do khu nghiệp. Chỉ có khu nghiệp Vinamex mới thu hút vốn đầu tư nước ngoài về nhiều và đứng vai trò là của một tập đoàn lớn như Vinamex. Thì Vinamex tạo uy tín tốt với nhà nước và đi đến đâu thì tỉnh đó giàu đi đó. Và chúng ta quan tâm đến nền Vinamex trên thành trước, cũng như là quan tâm tới 5 quy luật tăng giá bất động sản cuối năm 2021, thì hãy liên hệ với trọng thư qua số điện thoại 0962 8 5 8 8 8 để chúng ta sở hữu một trong những vị trí tiềm năng nhất, lợi nhuận nhất tại Vinamex trên thành Bình Phước trong năm 2021 đến 2025. Trọng thơ chúc những khách hàng đầu tư thành công và hiệu quả cùng tập đoàn Vinamex và nhất là cùng anh em bất động sản Centerland. Trọng thơ xin chào và hẹn gặp lại.